Tiếp tục với một mẫu model kit xuất hiện ở trong Gundam Build Metaverse. Nhân vật trong video ngày hôm nay sẽ là một cái mẫu SDCS. Dành cho những anh em nào mà chưa biết thì cái dòng SD này chúng ta sẽ có hai cái dạng khung xương, một cái khung xương SD và một cái khung xương CS. Cả hai đều có trong cái bộ này ha. Cái điểm khác biệt là chiều cao và các khớp xuất hiện ở cái phần khung CS. Cụ thể hơn thì trong video này chúng ta cùng xem ha. Vì là cái size SD cho nên Runner rất là ít sẽ có những cái phần giáp chi tiết trong suốt. Bộ khung SD và CS. Cuối cùng là một cái miếng đề canh dán. Mình thấy có nhiều cái biểu cảm ở mắt nè. Còn đây là những cái mảnh dùng để tách màu. Giới thiệu sơ qua là vậy, còn bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp ráp, sau đó đến với phần tiếp theo khi mà mẫu này đã hoàn thành. Trước khi vào nội dung chính, cho mình xin phép quảng cáo. Nếu như mà anh em quan tâm đến Gundam hoặc là những dòng đồ chơi lắp ráp thì Liberian Gunpla là một cái shop uy tín anh em có thể ghé qua tham khảo. Có rất là nhiều mẫu đa dạng dành cho những anh em nào mới chơi cũng như là kỳ cựu lâu năm. Và xin cảm ơn shop đã tài trợ món đồ chơi cho kênh để có video này. Nếu như mà anh em có quan tâm thì link mua hàng mình để ở phần mô tả và ghi ở phần bình luận. Còn bây giờ sẽ quay trở lại video thôi. Và đây là hình dạng chính thức của nhân vật chính. Một cái mẫu SD có tạo hình ninja được dựa trên Gundam F91. Ở trong phim thì nhân vật của chúng ta có thể tách ra thành ba cái cỗ máy riêng biệt. Với cái mẫu này cũng vậy. Nhưng mà anh em phải có đủ mẫu ở trong cái dòng Legend BB. Quay trở lại nhân vật chính. Đây là cái hình dạng với cái bộ khung SD. Một ninja nữ với tông màu tím áo giáp, những cái hoa văn và chi tiết màu vàng. Tất nhiên là vẫn sẽ có những cái chi tiết trong suốt. Một đặc trưng của cái dòng builder này, vì là size SD cho nên chắc chắn sẽ cần đến đề canh hỗ trợ. Đề canh sử dụng ở đây là những cái chi tiết viền màu vàng, hoa văn ở vai, ở phần mắt. Sẽ có 4 loại cho chúng ta lựa chọn. Còn nói về trải nghiệm lắp ráp thì đây là một mẫu SD cho nên thời gian ráp rất là nhanh. Điểm khó khăn với mình chắc là khi mà dán đề canh vào, vì là chất liệu giấy cho nên khi mà dán sai sẽ rất là khó khắc phục được. Và trước khi xem chi tiết ở từng phần thì anh em xem nè, chúng ta có thể tháo rời những cái phần giáp này ra để nhân vật ở cái trạng thái gọn nhẹ hơn. Tháo được phần nón, khăn đeo cổ, giáp ngực, giáp vai và cái bộ backpack ở phía sau. Đây là những gì còn lại. Cái phần nón bên trong, chỗ này thì giống với những cái mẫu SD trước, chúng ta có thể tháo rời khuôn mặt, xoay 180 độ để thay đổi biểu cảm. Còn thân là cái giáp lưới. Đây cũng chính là cái bộ phận dùng chung cả bộ khung CS và SD luôn. Còn lại thì không có thay đổi gì, cho nên chúng ta đến với chi tiết từng bộ phận ha. Phần đầu này trước, nón có thể tháo rời ra được. Thiết kế có phần giáp lưới màu xám. Phía trước sẽ có hai cái sừng màu vàng và chi tiết màu tím. Ở phía sau sẽ có chi tiết nơ màu trắng và phần tóc trong suốt. Cái phần khuôn mặt này sẽ có hai điểm tương tác. Điểm thứ nhất sẽ là biểu cảm ngay phần mắt, sẽ có 4 lựa chọn cho chúng ta dán vào đây. Điểm tương tác thứ hai là phần mặt nạ, cũng có thể thay đổi hình dạng khi mà xoay 180 độ. Tiếp đến là phần thân. Vì dựa trên mẫu Gundam F91 cho nên cái thiết kế phần ngực này anh em sẽ thấy một tí tương đồng ha. Cái phần giáp màu tím với hai cái miếng đề canh màu vàng bên ngoài sẽ bao cái phần giáp lưới bên trong. Trên cổ là phần khăn quấn màu tím, có khớp kết nối ở phía bên này. Còn đây là góc nhìn từ phía sau. Qua phần cánh tay, vẫn là cái thiết kế tông màu tím chủ đạo và phần đề canh dán vào để hỗ trợ. Cụ thể là phần viền màu vàng ở giáp vai, ở phần cổ tay và ký hiệu ở hai vai. Còn đây là phần bàn tay, một dạng vừa tạo tư thế được mà vẫn có thể cầm được vũ khí. Khác biệt là bên tay trái sẽ có thêm lỗ để gắn vũ khí vào. Tiếp đến là phần thân dưới, hai phần váy trước có hỗ trợ từ đề canh. Phần váy ở hai bên và phía sau được nối chung với nhau. Cuối cùng là phần chi tiết màu tím nè. Những cái váy này tất cả đều không có khớp cử động, một đặc trưng của dòng SD luôn. Xuống phần chân, thiết kế ở đây thì thiếu màu khá là nhiều. Chúng ta thấy ngoài trừ màu tím áo giáp nè, vẫn cần đến đề canh màu vàng ở viền. Cái phần giáp lưới lộ ở chân. Tuy nhiên nếu như mà so sánh với cái hình quảng cáo thì vẫn còn thiếu cái phần viền ở gối hay là cái phần lưới ở bàn chân. Anh em nào mà muốn hoàn thiện game này thì cũng phải sơn lại khá là nhiều ha. Cuối cùng là cái bộ backpack, cũng là cái nơi gắn hai món vũ khí chính. Phần này thì chỉ có một màu duy nhất thôi. Nói về cử động thì chắc chắn là cái dòng SD này sẽ có hạn chế. Chúng ta cùng xem thử ha. Cái phần đầu, tuy là có khớp cổ nhưng mà do kích thước to quá cho nên cử động cũng không thoải mái lắm, có thể xoay lắc. Cái phần thân này thì có khớp kết nối với thân dưới, có thể xoay được. Và khớp ở vai, khớp vai này thì có thể xoay tròn. Có khớp cánh tay và cổ tay, có khớp tròn ở chân cho phép xoay lắc được. Cuối cùng là khớp ở bàn chân, một cái biên độ không có quá nhiều ha. Và để cải thiện cho cái phần khớp này thì chúng ta được cho thêm những cái bộ phận của bộ khung CS. Khi mà thay vào, phần tay này có thêm một cái khớp ở cùi chỏ.
Còn phần chân thì sẽ có thêm một cái đoạn ở đùi và khớp ở gối. Cái biên độ thì không có nhiều nhưng mà cũng là một cái thay đổi đáng kể. Nói về phụ kiện luôn thì chúng ta sẽ có hai món vũ khí. Có đề canh dán ở trên cái phần lưỡi nè. Hai cái lỗ to này cũng là khớp để kết nối vào cái phần bách bắt. Chính món vũ khí này cũng có tương tác khá là hay khi mà phần chui có thể tháo rời ra. Một là thay đổi vị trí gắn. Hai là gắn thêm một cái dạng hiệu ứng như thế này. Nói riêng về cái phần hiệu ứng thì chúng ta sẽ có hai cái. Khi mà gắn vào chi tiết ở trên tay thì nó sẽ trở thành một cái dạng khiên hoặc là cái phi tiêu có lưỡi năng lượng. Chưa dừng lại ở đó, nhân vật của chúng ta còn có thể chuyển đổi thành một cái dạng chiến đấu, chỉ cần thay đổi cái phần mặt nạ này, gắn thêm hai cái hiệu ứng ở vai nữa. Rất là ngầu đúng không? Ok, vậy đó là tất cả những gì mình thấy được ở cái mẫu này. Nói về hạn chế trước, vì đây là một cái mẫu size D cho nên sẽ có những cái điểm hạn chế đặc trưng như là thiếu màu nè, thiếu rất nhiều màu luôn. Đề canh nhiều, dán cũng khó cho nên anh em cẩn thận. Biên độ cử động cũng rất là hạn chế. Mặc dù có thêm bộ khung CS nhưng mà những anh em nào mà mê tạo dáng thì sẽ gặp một tí khó khăn ha. Còn nói về điểm cộng, mình thích cái thiết kế ninja cộng thêm cái phần hiệu ứng khi mà chuyển đổi thành hình dạng chiến đấu rất là ngầu. Có tương tác ở vũ khí khá là hay. Chưa kể là khi anh em có đủ những cái mẫu ở trong dòng Legion BB, khi mà kết hợp lại cũng rất là đẹp. Nếu như anh em thích cái dòng builder này thì mình nghĩ đây là một cái mẫu cũng đáng sở hữu. Bình thường thì mình sẽ thích cái bộ khung SD hơn, nhưng mà đối với cái mẫu này thì bộ khung CS sẽ tốt hơn, vừa có khớp mà không phải thay đổi quá nhiều. Ok, đó là những đánh giá riêng của mình. Còn bây giờ thì cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.